không? Tụi dụ. Có phải là em nợ anh 3 triệu đúng không? Ừ, nhưng mà nợ hơn 1 năm rồi đấy. Thế bao giờ định trả? Hay là em lấy thịt gà nợ cho anh nhá. Anh lấy phần mông hay là vai, đùi hay nằm? À, có mặt giày. Có 30 giây thôi mà mày đòi tao 3 triệu à? Hả? Mày nghĩ bố ngu à? Ơ, ơ kìa, anh! Cố Tình Bảo, bổ thận cố tình, sinh lực phái mạnh.